Xin chào các bạn, chủ đề hôm nay là những thủ tục để chứng minh tài chính khi đi du học Nhật. Thì khi mà mình chứng minh tài chính cho người bảo trợ thì có hai cái phần giấy mà mình phải gửi qua Nhật. Thứ nhất là giấy xác nhận số dư ngân hàng. Thứ hai là sổ tiết kiệm. Thì cái mà xác nhận số dư trong tài khoản của mình á, thì tùy theo cái học phí mà trường mình đăng ký thì mình còn một cái khoản tiền nhất định khá là lớn trong tài khoản ngân hàng của mình. Trong trường hợp này thì trung tâm tư vấn du học sẽ hướng dẫn bạn là trong tài khoản ngân hàng nên có bao nhiêu tiền để có thể bảo đảm chắc chắn là sẽ xin được visa. Thì ở Việt Nam mình có rất là nhiều nhà tuy là tài chính rất là khá nhưng mà lại khó có thể có được một cái khoản tiền trong ngân hàng. Ví dụ như tiền đó gia đình bạn dùng để kinh doanh, hay là tiền đó gia đình bạn đang thực hiện một cái việc gì đó mà mình không có sẵn trong ngân hàng, thì các bạn có thể đến ngân hàng và đăng ký sử dụng dịch vụ chứng minh tài chính tại ngân hàng. Thì đây là một cái dịch vụ công khai ở ngân hàng, không phải là một cái gì đó mà nó đen tối hay là nó ngoài vòng pháp luật cả, nên các bạn cứ yên tâm. Thì khi làm cái thủ tục này thì đơn giản chỉ là ngân hàng cho bạn vay một cái số tiền tương ứng với số tiền mà bạn muốn có trong tài khoản của bạn. Rồi sau một cái khoảng thời gian đó thì ngân hàng sẽ tính, ví dụ như mình làm là mình có như là mình vay của ngân hàng 500 triệu trong vòng 6 tháng thì ngân hàng mới tính là cái khoản vay trong vòng 6 tháng đó thì nó sẽ tương ứng cái tiền lãi là 5 triệu. Thì đơn giản là mình nộp 5 triệu đó cho ngân hàng thì mình sẽ có một cái sổ tiết kiệm 500 triệu và kéo dài trong vòng 6 tháng. Đơn giản vậy thôi. Thì nếu như mà các bạn chọn làm dịch vụ chứng minh tài chính tại ngân hàng thì ngân hàng không tùy tiện chứng minh tài chính cho bất kỳ ai, mà họ sẽ yêu cầu là một cái giấy chứng nhận rằng là mình muốn đi du học. Thì cái giấy này trung tâm tư vấn du học sẽ làm cho mình và gửi đến cái chi nhánh ngân hàng mà mình muốn làm sổ tiết kiệm. Thì cái form giấy đó nó như thế này, các bạn chỉ việc điền vô thôi. Đây là mẫu giấy giới thiệu của văn phòng tư vấn du học để chúng ta có thể mở sổ tiết kiệm để chứng minh tài chính. Thì như bạn thấy đó, trong cái giấy giới thiệu này thì bạn có cho biết là tên văn phòng tư vấn du học, thì cái này bên văn phòng sẽ cung cấp tên, địa chỉ, điện thoại, website. Còn ngân hàng và phòng giao dịch thì bạn phải ghi vào, giống như là bạn chọn ngân hàng nào, phòng giao dịch ở địa điểm nào để đến mở sổ tiết kiệm. Thì như bạn thấy á, trong đây yêu cầu có chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Thì khi mà bạn đến ngân hàng cần mang theo chứng minh nhân dân và hộ khẩu của cả du học sinh lẫn người bảo trợ. Thì chỉ cần như vậy và mang theo số tiền cần để đóng là có thể mở một sổ tiết kiệm để chứng minh tài chính tại ngân hàng. Khá là đơn giản. Rồi sau khi mà thực hiện xong các quy trình thì mình sẽ nhận được một cái giấy xác nhận số dư trong ngân hàng, rồi thêm một cái sổ tiết kiệm. Thì sổ tiết kiệm nó cũng bình thường như bao sổ tiết kiệm khác, không có gì đặc biệt cả. Còn cái giấy xác nhận số dư thì nó có cái mẫu như thế này. Thông thường thì bên trung tâm tư vấn du học sẽ lưu ý bạn vài điều, ví dụ như là cái số mà mình đăng ký không nên là một cái số quá chẳng quá đẹp, thì nhìn nó rất là ảo. Ví dụ như khi bạn còn đăng ký 500 triệu thì cho người ta ghi là 480 hay là 490 gì đó, nó chỉ là một con số ghi trên cái tờ giấy thôi, nó không có quan trọng, nhưng mà nhìn nó đỡ ảo. Còn về ngày tháng trong sổ tiết kiệm của mình thì mình phải bảo đảm là trong cái kỳ hạn của sổ tiết kiệm thì phải có cái tháng mà Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản sẽ gọi điện về kiểm tra với ngân hàng về tài khoản của mình. Nếu không thì cái sổ tiết kiệm đó của mình nó không có hiệu lực. Ví dụ như mình tính trước cái khoảng thời gian mà chuẩn bị cho việc du học thì Cục xuất nhập cảnh sẽ gọi vào tháng 5 chẳng hạn. Thì sổ mình phải là sổ có kỳ hạn 6 tháng từ tháng 1 đến tháng 6. Để khi mà tháng 5 Cục nhập cảnh gọi thì lúc đó sổ của mình vẫn còn đang có hiệu lực. Vừa rồi là những thông tin về thủ tục chứng minh tài chính tại ngân hàng. Chúc các bạn có thể thực hiện suôn sẻ.